bị leo gọi gì. Quá trời ơi, bữa nay đẹp gái dữ hằng hả? Đẹp không? Đẹp. Bữa hôm có quay không? Không. Sao biết đẹp gái vậy? Rồi ngồi ghế đi. Cô ở đây ha. Hả? Nhà cô ở đây ha. Ừ. Chứ đâu có nhà này đâu. Cái này mình không có tủ sao? Không, nghèo quá. Ờ, hình này chắc của cô á. Cô đây. Hình này cô hồi xưa đây ha. Hả? Hình này hồi xưa đây ha. Hình của cô đó. Đẹp quá nhờ. Biết không? Có nhiều lắm mà hình con nó bán chứ. Cái gì? Con nó nhậu nó bán. Bán hình không? Bán bàn thờ và là tổ ghế đó. Ui dồi ôi, quần áo đẹp chưa? Chưa. Chẳng trách gì. Bán bàn thờ luôn hả? Bán hết. Thằng ơi. Cô đừng kiếm gì đâu. Sạch bom hả? Rất là sạch nha mọi người. Sạch bóng gói à. Còn sạch trong bước cô nhà đâu có gì. Gan như con gái 18 luôn rồi mọi người. Hôm nay là nhìn cô gan gái 18 luôn đó. Chào quý vị nha. Hôm nay mình lại tái ngộ. Hy vọng là mình sẽ nhận được điều bình luận tốt nhất. Hả? Rồi cô ăn cơm chưa? Rồi. Nấu cơm nhà hả? Nấu nhà, ngồi đi, ngồi đi. Cô ăn nhà. Ăn ở nhà ha. Ừ. Nghèo đâu có tiền ăn quá. Mình vậy nữa nè. Bữa nay tính đi đâu mà mình... Cô đi sớm mới về. Đi sớm ha. Ừ, đi xe đén mới về thì. Đi với ai? Đi với ông bạn, nhờ ông làm giấy chứng khoán giùm. Chứng khoán hả? Hả? Chứng khoán mà làm lại nhà. Ừ, nhà này nè. Mà đi làm chưa được. Sao vậy? Tại vì ông chồng ông đứng chứng khoán mà ông mất, bây giờ phải qua ba dòng thực kế. Đi làm hơi khó. Có được không? Chắc không được quá, khó. Rồi đi với với bạn trai đó. Bạn trai ha. Ừ. Bạn già chứ không có trai. Nói trai cái lên mạng nói là 70 thích trai trẻ. Trời ơi, người ta bình luận người ta chửi cô biết bao nhiêu à. Có câu đó mà gì dữ phải không? Chỉ có câu u 70 thích trai trẻ bình thường. Tại vì cô có hai đứa con nó còn trẻ nó mất. Rồi chuyện thích, cô thích trai trẻ là chuyện bình thường, phải không? Mà đi bình luận trời ơi, chửi cô te tu luôn. Vui mà cô ơi. Kệ đi. Nhiều khi người ta chửi là niềm vui của mình. Từ chỗ đó cô nói rồi. Từ đây tới ai quay cũng chơi luôn. Chơi luôn ha. Chơi luôn. Chơi xả láng ha. Xả láng. Không sợ gì hết. Cái thằng con nuôi nó chửi. Nói nay cả này bà nổi tiếng nha. Trời ơi, bà đội quần một xã. Bà không muốn bà đội hết cả nước. Ta nói ta thích. Ta thích đưa lên cả nước. Tại vì ta sống ta ít có đi đây đi đó. Giờ ta muốn đưa hình ảnh ta lên cả nước. Cho cả nước xem. Cái vấn đề bình luận không đúng là do họ, chứ đâu phải tại mẹ. Mà con chửi mẹ. Chỉ có một câu đó thôi. Mà cái câu đó đâu phải là cô trình bày lên đâu. Là cũng như người ta quay lên thì ta phải có cái mở đầu gì cho nó hấp dẫn. Là mới lâu kéo được khán giả, phải không? Chứ đừng không cô ngồi gì. Con quay cái về con đưa lên. Có ý nghĩa gì? Cô rất thích làm đồ xì tiên nha mọi người. Cô nói năm nay cô gần 70 tuổi. Gần 70. Cô rất muốn được lại một 70 sự trẻ chung. Rất là trẻ luôn. Cứng cáp. Con có niềm vui tại cô không chồng cũng không con. Ờ, có mình hả? Một thân một mình. À, bởi các bạn. À, lần này phải bình luận cho mình một câu nào cho đẹp nhất nha. Tại vì mình không chồng, không con, sống rất cô độc. Mình muốn giao lưu khắp khán giả cả nước và cộng đồng mạng. Hãy thương lấy một người neo đơn như tôi nha. Côi cút. Côi cút không có một người thân. Chỉ giờ làm bạn với các bạn, giao lưu để tạo niềm vui thôi. Chắc ủa, chứ bây giờ cô đâu còn gì mà thích trai trẻ. Đừng cười chuyện đó nha.
tại vì cô có hai, tôi có hai thằng con nó chết trẻ. Bây giờ nhớ con phải nhìn trai trẻ. Thành ra tôi rất thương trai trẻ. Rất thương trai trẻ. Ủa, chứ ông già thương ý nghĩa gì? Ông già hết nổi ha. Hết nổi. Tại vì mình nhớ con mình. Thì mình phải thích trai trẻ. Vậy là cô có hai người con. Hai người con. Chết trẻ mà cô. Chết trẻ, bốn mấy tuổi, 40 tuổi. Mà có vợ không? Thằng lớn có vợ. Có vợ ha. Rồi dâu gì coi có gì không? Không, bỏ luôn đó. Bỏ luôn ha. Cô sống rất cô độc. Rồi có cháu không? Cháu nó cũng không về luôn. Không về luôn. Cháu nó 19 tuổi rồi mà nó cũng không về luôn. Ở đâu cô? Nó ở trên chợ số 10, Chi Tôn. Rồi cô có đi thăm không? Trời ơi, lúc trước cô thăm, rồi tới chừng nó biết, rồi nó giận cô, nó không về. Cô đâu có đi thăm được. Nó trẻ, nó không thăm cô dạ sao cô đi thăm được. Với thứ hai là cô đâu có tiền đâu đi. Rất nghèo nha các bạn. Nhà thì gì chứ rất nghèo. Chỉ có nhà thôi. Chỉ có tấm lòng vàng gửi đến các bạn khắp cả nước nha. Hôm nay mặc đồ quá dữ rồi, thấy không? Xì tin lắm. Rất là xì tin, thấy không? Em mang giày Adidas nữa. Adidas. Mang soi nha. Soi đồ này cô mua hay gì? Mua. Mình mua ha? Mình thích mình mua. Giá ai mua cho mình. Và cô thích mặc đồ gì không? Chứ không có mặc đồ bộ rồi ha? Không. Đi thì cô mặc đồ tây đó, về đó. Đi sớm. Về nhà mặc đồ này ha. Về nhà cô hay mặc quần đùi. Ở nhà mặc quần đùi. Quấy. Đi thì cô mặc đồ tây. Mặc áo hay bỏ thùng lắm. Thấy mặc áo mỏng thùng hết rồi. Cô ở gì mình có buồn không? Lắm lúc cũng buồn. Buồn ha. Buồn chứ. Có khi buồn dữ dội lắm. Ra vô đâu có ai đâu ha. Rồi mấy bữa ngủ được thì đỡ. Mấy bữa ngủ không được, cái bò ra bò vô chỉ có mình một mình nè. Nhà rộng đó. Nhà lấy ở đó cất lâu chưa cô? Cất cũng mười mấy năm. Lúc mấy ông còn sống á? Còn. Bị ngang đất, bị ngang bữa. Hồi đó còn cả gia đình luôn mà. Vui lắm. Rồi con dâu nó đi, nó dẫn cháu theo. Rồi chồng chết, rồi con chết, giờ trở nên tiêu điều. Các bạn gần xa cả nước nha, chia sẻ rồi không có tặng quà cho mình, chỉ một lời thương, tương thân, tương ái là mình vui rồi. Chứ đừng chửi mình những lời thô tục, sao mình thấy đau quá. Thấy buồn ha. Buồn chứ. Mình đâu có tệ như các bạn chửi đâu. Các bạn hãy bình luận những lời gì đẹp nhất. Thương một người già. Một người già. Tôi là một người già, các bạn cứ tưởng tượng là một bà già neo đơn đi. Mà tôi yêu đời. Mà tại tôi gắng tôi yêu đời lên, tạo cho đất nước mình có một cái niềm vui và một cái cảnh đẹp vậy đó. Nhà cô thật là thơ mộng. Mà có xanh để ăn tết nha các bạn. Xuân sắp về rồi. Cái cỏ này có gì cô? Cỏ này thì cỏ là cỏ gứt heo. Cỏ gứt heo ha. Nhưng mà có vị thuốc lắm nha. Vị thuốc hả? Thuốc nam. Rồi. Mặn nhiều đó. Chữa nhiều tết làm. Tết làm ha, trong đó cô làm sạch rồi đó hả? Sạch rồi nè. Cô đó cô xả cái gì á? Cô làm chút một chút. Bữa làm chút phà. Cô đó cô xả gì mà lên nhí đó? Cỏ mới mọc. Cỏ mới mọc ha. Rồi Xuân đã về làm cỏ tượng trưng. Hôm nay Xuân về cô chúc người ta làm sao? Xuân về. Tôi chúc các bạn cả nước ăn tết một năm vui vẻ và thịnh vượng. Bông nhãn thọ đẹp quá ha.
Còn riêng tôi thì chỉ cần các bạn cho tôi một câu bình luận đẹp nhất nha. Đẹp nhất ha. Ừ, là vui rồi. Mạnh khỏe. Ừ, chúc các bạn mạnh khỏe, vui vẻ và trẻ đó, đẹp. Mấy cái hình cô hồi trẻ đâu? Đó. Nhiều không? Không, nhiều nhưng mà hồi đó mấy tuổi đó. Lúc đó năm 3 tuổi. Cầm hết ra luôn, cầm hết ra. Thôi có nhiều đó. Này giấy khác, giấy tờ khác. Lấy tiền không, lấy cái tờ. Rồi, đâu có đây câu hỏi, cô giới thiệu từ tấm hình của cô coi. Năm mấy, năm mấy? Đây nha các bạn, đây là hình ảnh của mình, cái thọ ở mình 53 tuổi. Rồi, cô quay lại rồi. Hình lúc 53 tuổi rồi hả cô? 53. 53, là mấy tấm hình này hết 53 luôn đó ha? 53 luôn. Chưa trẻ nữa mình không có nha. Này là lúc đó cô đi chụp đây ha. Đi chụp đó. Mặc đồ rất là đẹp mọi người, đâu tấm khác nữa. Đây cũng 53. 53 luôn. 53 luôn. Ừ, giống cái ca sĩ quá rồi, giống người người mẫu quá. Chắc ca Cải Lương đẹp quá. Đó. Làm kiểu xì tin không ha? À, quay chiếc này cho khán giả mến mộ nha. Ừ. Rồi. Đây cũng là 53. Ồ, 53 nhiều dữ hả cô? Nhiều. Tại vì cái năm đó là cô mới kết nhà mới thì cô chụp một lần đó tới giờ nghỉ luôn. Ừ, chụp ở đâu cô? Cô chụp với Lê Vung. Lê Vung ha? Ừ. Chụp rất là đẹp nha mọi người. Bây giờ là cô 70 tuổi rồi đó. Mà hình dáng như là con gái luôn. Nó nè. Chẳng già tí nào ha, cũng vậy ha. Cô cũng trẻ khô à. Vừa 53 tuổi. 53 bây giờ 70 cũng vậy à. Chứ không có, không có hình nhỏ nữa. Ừ. Mà sao sở thích của cô là chỉ là thích mặc đồ xì tin như vậy hả? Không biết. Bây giờ cho cho cô đồ bộ nhiêu cô cũng mặc được. Mặc không được ha. Không được luôn. Cho về cô mặc chắc cô mắc cỡ lắm. Mắc cỡ ha. Mắc cỡ lắm. Nào nói ngay, nhiều khi có người ta mặc đồ bộ bình thường, ta cười cô, cho nó trời ơi mấy mày cười tao, chứ bây cho tao hằng khối đồ như bay, tao cũng không mặc được nữa. Ừ. Chẳng thà mặc gì mà đi chợ cũng vẫn đi nha. Đi chợ ha. Nhưng bộ đồ bộ là cô không có mặc. Ừ. Là vậy đó. Cái này là sở thích nghe quý vị. Cốc, tóc cô bạc gì nó có rụng không hay là nó cũng rụng lắm, cũng rụng nhiều lắm mà nhuộm hoài cô cũng thấy làm biến. Nhuộm đen hay cô? Nhuộm đen mà khó lắm, tại vì lại tiệm thì mấy cái người thợ á, ta mến mộ cái mái tóc này lắm, ta không có chịu nhuộm đâu. Nhưng mà mái tóc cô đẹp. Ừ, ta không chịu nhuộm đâu. Thôi để tóc mày đi cô. Ừ, rồi thôi cô để luôn. Mái tóc mày đẹp. Kem với phấn là cô xài bao lâu mới muôn lắm? Cô xài cũng hà tiền lắm. Tại vì cô xài phấn đơn sơ à, chứ không có cao cấp như người ta. Phấn đơn sơ ha. Ừ, rẻ. Son cũng rẻ, cái gì rẻ cô xài. Tại vì mình làm ra tiền, mình phải tận dụng cái gì nó rẻ nhất. Đó. Tết ông ăn Tết lớn không cô? Trời, cô năm nào mà có gì Tết. Có năm cô chưa được 100.000. Tết hả? Ủa? Sao kỳ vậy? Tại vì nghèo mà. Không có tiền ha? Không, đâu có làm gì. Thì bất quá có cái cô mua cơm, mua gạo ăn hàng ngày. Rồi như công việc gì đó, người ta mướn nhẹ nhẹ thì cô làm. Ừ. Cũng như người ta mướn lặt lá mai thì cô làm được. Lặt cái gì? Lặt lá mai cho người ta ăn Tết. Lặt mướn ha. Ờ, lặt mướn. Tại vì cô nhỏ người, cái cô trèo hay lắm. Trèo cây luôn hả? Ừ, cô trèo tới trên đọt luôn mà. Rồi bây giờ còn trèo nổi không? Nổi. Tết này hứa lặt cho cái bà kế bên nè. Nhiều cây? À, ngày 150. Ngày 150 ha. Ừ. Thì nhiều đó rồi cô ăn Tết. Nói chung không có ai cô ăn chay nữa. Rồi cô không có mua gì.
mặn mà để mà ăn hết á. Nó rồi cô ăn chay thôi. Rồi nhiều khi có nhiều cô cũng rồi cô ngủ giùm tối mấy giờ mới ngủ? Có khi 1-2 giờ sáng. Rồi đó, coi nằm lắm vậy? Nằm đó thức mãi vậy đó. Có khi 3 giờ sáng mới ngủ. Buồn hay gì? Không biết, người tài lớn tuổi rồi nó vậy đó. Hay nhớ người yêu? Không nhớ người yêu mà nhớ con nhiều. Nhớ con ha? Nhớ con là nhiều nhất. Mấy tấm hình đó là còn thấy còn trẻ 50 mà thấy còn trẻ khôn ha. Rất là trẻ luôn. Cô để dành kỷ niệm hoài vậy đó ha. Kỷ niệm mà nữa có ai đâu nhìn mà kỷ niệm. Có đứa cháu biết mà có về không? Mà đó cô giàu. Giàu. Rồi cái chồng con không làm, cái cô mới bán đất trả nợ. Rồi vô này cái lo ăn chơi với cô bệnh hết trơn. Ăn chơi với cô bệnh hết ha. Nhậu đó. Thằng con nhậu tới chết luôn. Còn ông chồng cũng nhậu tới bị tai biến luôn. Là hai chồng hết trơn rồi, cô Hồng đó hả? Cô Hồng hồi trước đó hả? Cô không dám thờ hình, cô gặp hình cô sợ. Rồi cô Hồng hí đẩy với hả? Tại hồi đó cô sắm đầy đủ hết. Cái chồng cô thì đạp, con cô thì bán. Cái nào bể, cái nào nguyên nó bán trơn hà. Đâu có gần chứ, cô chỉ à? Hả? Chỉ à? Đâu? Đây là bàn thờ của bà tổ cô. Là bà chị của ba đó. Còn đây là bàn thờ mẹ Quan Âm. Còn đây là của chồng. Đây là của con. Hai cha con ngồi đó. Mình rất mình cũng không phải là dạng nghèo mà tại sự cố nó xảy ra tới tấp rồi. Rất buồn. Rồi cái gặp ông bạn trai, ông cũng nghèo nè, xài cái điện thoại tụi bắt như thế không. Ông bạn trai cũng nghèo đó hả? Nhà ông làm gì? Nhà ổng mà ổng cũng già như cô ổng ở không hả? Không có con hả? Có, ổng có con. Có con lo cho ổng. Rồi cô thì có mình nè. Không có dòng họ anh em gì hết. Rồi cô cũng tính làm cái phán đằng bán cái nhà, kiếm một nơi nhỏ nhỏ vậy đó. Sống mà cái phán nhảy nó không giờ làm cũng được. Được quá.